Man City tống khứ ngôi sao 100 triệu bảng Jack Grealish. Thất vọng với phong độ kém cỏi của Jack Grealish hiện nay, huấn luyện viên Pep Guardiola muốn đưa tiền vệ người Anh vào thương vụ trao đổi lấy Rafael Leao của AC Milan. Cập bến sân Etihad cách đây hơn 2 năm với mức phí chuyển nhượng kỷ lục xứ sương mù 100 triệu bảng Jack Grealish vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của fan The Citizens. Trang tiền vệ 27 tuổi mới chỉ ghi được 7 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo sau 56 trận ra sân. Đáng chú ý, gần đây Jack Grealish chủ yếu đánh bóng ghế dự bị và mới chỉ duy nhất một lần nổ súng kể từ đầu mùa. Pep đang muốn thanh lý gấp chàng cầu thủ người Anh này. Dẫu vậy, rào cản nằm ở mức lương cao chót vót 300.000 bảng của Jack Grealish nhận mỗi tuần. Các nguồn tin cho hay, Man City đang đưa ra ý tưởng trao đổi Jack Grealish lấy Rafael Leao, người chỉ còn hạn 18 tháng hợp đồng với AC Milan. Đội bóng nước Anh sẵn sàng bù khoản tiền lương cựu cầu thủ Aston Villa để thương vụ đổi người diễn ra trôi chảy. Tại World Cup 2022 vừa diễn ra, dù chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị nhưng Leao cũng có hai pha lập công cho tuyển Bồ Đào Nha ở trận thắng Ghana và Thụy Sĩ. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!